Chào các bạn, nay mình chia sẻ với bạn một cái cây dâu mình nuôi được 4 tháng các bạn ạ. Đấy thì cái gốc dâu này chỉ đường kính, cái độ to của nó chỉ khoảng bằng cái to hơn cổ tay các bạn. To hơn cổ tay người lớn thôi. Đấy thì từ lúc đầu thì nó chỉ có một cái gốc như này và mình đã nuôi thêm chi cành thì nó được như này. Cái này thì cũng chưa hoàn thiện đâu nhưng mà quay tạm cho các bạn xem. Cây này thì mình nghĩ là chắc là 1 năm thì là ra quả ra trái rất là đẹp. Đấy các bạn thấy cây này các loại dâu nuôi rất là hay. Nó phát triển rất là mạnh. Đấy. Và rất là dễ sống các bạn. Đấy. Thì mình sẽ có hình ảnh trước khi trồng các bạn nhé. Đây. Đây là cái lúc mình đánh về. Đấy thì nó loang ngoằng như thế này. Nói chung là cũng không có gì là đẹp cả. Đấy. Thì nó chưa có chi cành gì cả mà chỉ có một cái gốc không thôi, mà gốc nó cũng không gì đặc biệt. Đấy, đây là hình ảnh đây. Đấy thì có mỗi cái cành như này thôi. Và từ cái cành này thì mình đã nuôi. Rồi mình đợi nó cắt cắt dần thì nó bấm ngọn thì nó sẽ ra cành các bạn nhé. Cành con. Đấy thì bây giờ nó được như này. Đây các bạn có thể đấy cái, như cái nhú nhú kia là cái trái nhỏ các bạn ạ. Cái dâu này nó cứ cắt cành nó sẽ dễ rất dễ là ra trái. Đấy lúc nó có trái chín đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ thì mình vẫn đang trong quá trình nuôi thì mình cũng chưa phải là chơi trái. Nên là mình chỉ quay qua các bạn xem khi nào nó có trái thì sẽ rất là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ phải nuôi thêm cái này cho nó chi cành thật to ra. Như này thì nó mới phù hợp với cái thân. Và cắt giật thêm vài lần nữa. Đấy và mình phải nuôi thêm chi cành nữa. Ở trên mình sẽ làm có thêm cái ngọn này. Ở trên làm cái ngọn với tạo dáng thêm nữa. Đấy, cơ bản như này gọi là mới có chi cành thôi. Chứ còn nếu mà chưa có cái dáng hoàn chỉnh. Khi nào video hoàn thiện thì mình hãy tiếp tục quay cho các bạn xem. Đấy, cây này mà bỏ vào một cái chậu nho nhỏ, vuông vuông nho nhỏ xinh xinh thì rất là đẹp. Đấy, để bàn trà rất là đẹp. Đấy, thì các bạn thấy cơ bản là chỉ có một cái gốc dâu nhìn rất là đơn giản và các bạn có thể tạo nên một gốc dâu như này. Đấy, cái này thì mình phải nuôi cho nó sẹo nó liền hết cái này các bạn nhé. Liều hết cái phần chậu ở phần trên đầu đấy. Đấy, và mình sẽ nuôi cho cái chi cành nó thật bự ra. Đấy, cho nó hợp với cái thân. Và chắc là còn phải tầm 3-4 lần cắt giật nữa thì cái cây này nó sẽ hoàn thiện. Nhìn chung thì cái gốc thì nó không được đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà có chi cành đầy đủ và uốn theo một cái hình dáng nhất định thì nó sẽ là cái cây cũng khá là đẹp. Đấy, thì là ít nữa có quả thì nó cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, thì là chia sẻ cho bạn cái video như vậy. Đấy, còn lần sau có cây hoàn thiện đẹp thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem các bạn nhé. Để cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.